Cuối giờ chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các đơn vị địa phương để tiếp tục chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Trong ngày, Đà Nẵng ghi nhận 26 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 15 trên 26 ca mắc COVID-19 trong ngày có nguy cơ lây lan cho cộng đồng, tập trung tại 3 trên 7 quận trên địa bàn thành phố. Quận Sơn Trà vẫn là điểm nóng khi trong ngày ghi nhận 13 ca mắc, trong đó phường Nại Hiên Đông ghi nhận 9 ca, phường An Hải Bắc 2 ca và phường Thọ Quang 2 ca. Trong ngày, ngành y tế đã tiến hành xét nghiệm gần 48.000 người. Thành phố cũng vừa tiếp nhận thêm hơn 130.000 liều vaccine Pfizer và AstraZeneca. Ngành y tế cũng sẽ nhanh chóng tổ chức tiêm mũi 1 vaccine Pfizer cho hơn 34.600 học sinh lớp 8 và lớp 9. Qua ý kiến của các đơn vị địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến lưu ý tình hình dịch trong cộng đồng có nguy cơ rất cao nên phải siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch. Đối với quận Sơn Trà cần rà soát lại để sớm đề xuất việc nâng cấp độ dịch đối với các phường có diễn biến dịch phức tạp. Các địa phương tập trung khoanh vùng, chặn đà lây nhiễm rộng ra cộng đồng. Là các địa phương phải kiểm soát chặt các cái khu phong tỏa và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm theo hướng dẫn quy định 3 ngày một lần. Và các cái địa phương khác và đánh giá cái tình hình nguy cơ của mình và có đề xuất cái việc tổ chức triển khai xét nghiệm diện rộng hơn và cái quy mô rộng hơn thì chúng ta có cái trao đổi trước với CDC để có cái hỗ trợ về mặt chuyên môn để chúng ta có cái đánh giá nó mang cái tính tổng thể. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các địa phương lưu ý việc chuẩn bị thêm các cơ sở cách ly tập trung, đồng thời với việc chủ động triển khai cách ly F1 tại nhà. Trong điều kiện thích ứng, các doanh nghiệp cũng cần chủ động phương án chống dịch, nhất là việc thực hiện cách ly F1 khi có F0 phát hiện tại đơn vị. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị ngành y tế tiếp tục xem xét kế hoạch xét nghiệm phù hợp, đồng thời tiếp tục triển khai việc tiêm chủng, nhất là việc chuẩn bị chu đáo để tiêm chủng cho học sinh bậc trung học cơ sở. Trước mắt tạm thời chưa tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp từ ngày 15 tháng 11.